đang đến với chương trình Chào Xuân năm 2015. Kính thưa quý vị, mùa xuân là sự khởi đầu của một năm mới với những hứa hẹn và dự định trong tương lai. Nhưng cũng để cho chúng ta nhìn lại năm cũ qua đi như thế nào, mọi việc có thuận lợi hay không và cầu mong năm mới này sẽ gặp được nhiều điều may mắn và bình an. Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm bởi khi xuân về, cây cối đâm chồi nảy lộc, khí trời tươi đẹp và con người cũng yêu đời hơn. Nhưng quan trọng nhất, mùa xuân là ngày để mỗi người chúng ta, dù có đi xa đến đâu hay làm việc gì đi chăng nữa, đều hướng lòng mình về quê hương, hướng trọn tâm hồn về với gia đình và chờ đợi ngày quây quần bên mâm cơm ấm cúng cùng những người thân yêu nhất. Đồng thời, đây cũng là dịp để các nhà doanh nghiệp gửi đến quý khách hàng lời cảm ơn chân thành và những lời chúc tốt đẹp nhất. Chào xuân Ất Mùi năm 2015. Kính thưa quý khán giả cả nước, thay mặt cho tập đoàn Tân Hiệp Phát, tôi xin kính chúc quý vị lãnh đạo, đảng, nhà nước, quý cơ quan, ban ngành cùng tất cả các khán giả cả nước một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Kính thưa quý vị, tập đoàn Tân Hiệp Phát đã và đang nỗ lực hết mình để xứng đáng với phần thưởng Huân chương Lao động hạng 3 và thương hiệu quốc gia, tiếp tục duy trì sự phát triển bền vững bằng những hoạt động đầu tư xây dựng nhà máy mới và đóng góp cho xã hội qua việc phát triển sản phẩm mới có lợi cho sức khỏe cộng đồng. Một năm mới lại đến, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tín nhiệm và tin dùng các sản phẩm mang thương hiệu quốc gia trà xanh không độ, trà thảo mộc Dr. Thanh, nước tăng lực number one. Kính chúc quý vị và gia đình một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chào xuân Ất Mùi năm 2015. Trong không khí phấn khởi, ấm áp mừng đảng, mừng xuân mới, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thực phẩm Duy Anh, tôi xin trân trọng gửi đến quý cơ quan ban ngành, quý đối tác khách hàng, bạn bè cùng tập thể nhân viên công ty lời tri ân sâu sắc vì đã luôn đồng hành cùng công ty chúng tôi trong thời gian qua. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, công ty trách nhiệm hạn xuất nhập khẩu thực phẩm Duy Anh đã cho ra thị trường các sản phẩm với tiêu chuẩn chất lượng như bánh tráng, bánh phở, hủ tiếu, bún gạo, bánh canh. Với hệ thống máy móc tự động và hiện đại, từ khâu sản xuất đến khâu xế khô thành phẩm, tất cả đều được kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo cho sản phẩm khi hoàn thành có được chất lượng tốt nhất dành cho khách hàng. Bằng sự uy tín và hiện đại, công ty Duy Anh đã được người tiêu dùng trong và ngoài nước biết đến là một doanh nghiệp với các sản phẩm đáng tin cậy. Cùng với niềm vui chào đón năm mới, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thực phẩm Duy Anh xin kính chúc quý vị cùng gia đình chào đón một mùa xuân an lành, hạnh phúc, một năm mới tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Xin chân thành cảm ơn. Chào xuân Ất Mùi năm 2015. Trong không khí thiêng liêng ấm áp của những ngày đầu năm mới, thay mặt cho ban lãnh đạo Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn Satra, chúng tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền các cấp, các sở ban ngành, đoàn thể mặt trận, các đối tác, khách hàng trong và ngoài nước, các bạn bè, đồng nghiệp cùng toàn thể cán bộ, nhân viên của công ty lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Là một đơn vị thương mại, dịch vụ, sản xuất chế biến đa ngành, đa lĩnh vực, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn luôn tự hào là một doanh nghiệp trụ cột của thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước. Hơn 16 năm xây dựng và phát triển với sự nỗ lực vượt bậc của ban lãnh đạo cùng các thành viên, Satra Group đã không ngừng phát triển và khẳng định uy tín, vị thế trên thương trường, đồng thời góp phần thực hiện sứ mệnh trách nhiệm với xã hội và cả cộng đồng. Một lần nữa, thay mặt cho ban lãnh đạo Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, chúng tôi xin kính chúc toàn thể quý vị và gia đình một năm mới vui tươi, hạnh phúc, một năm nhiều sức khỏe, thịnh vượng. Chào xuân Ất Mùi năm 2015. Phương Thủy kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Chào xuân năm 2015. Kính thưa quý vị, mùa xuân là sự khởi đầu của một năm mới với những hứa hẹn và dự định trong tương lai. Nhưng cũng để cho chúng ta nhìn lại năm cũ qua đi như thế nào, mọi việc có thuận lợi hay không và cầu mong năm mới này sẽ gặp được nhiều điều may mắn và bình an. Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm bởi khi xuân về, cây cối đâm chồi nảy lộc,
khí trời tươi đẹp và con người cũng yêu đời hơn. Nhưng quan trọng nhất, mùa xuân là ngày để mỗi người chúng ta, dù có đi xa đến đâu hay làm việc gì đi chăng nữa, đều hướng lòng mình về quê hương, hướng trọn tâm hồn về với gia đình và chờ đợi ngày quây quần bên mâm cơm ấm cúng cùng những người thân yêu nhất. Đồng thời, đây cũng là dịp để các nhà doanh nghiệp gửi đến quý khách hàng lời cảm ơn chân thành và những lời chúc tốt đẹp nhất.